Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm san Trung ương 3 do Dược phẩm Trung ương 3 sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về gà tô san trung ương 3 cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm gà tô san trung ương 3 có thành phần là L-carnitine fumarate 180mg, L-arginine hydrochloride 50mg, vitamin C 30mg, kẽm gluconate 20mg, quenzyme Q10 10mg, acid folic 250mcg, selenium 30mcg, vitamin B 12mcg, cao đặc hỗn hợp thảo mộc 150 mg tương đương 300 mg bạch tật lê, 250 mg bá bệnh, 100 mg ba kích, bột nấm đông trùng hạ thảo 100 mg, bột nhân sâm 50 mg. Gà tô san trung ương 3 được bào chế dưới dạng viên uống. Gà tô san trung ương 3 mang lại cho người dùng công dụng bồi bổ nguyên khí, sinh tinh dưỡng can thận, giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sức khỏe sinh lý, phòng ngừa và làm chậm quá trình mãn dục nam bổ sung các dưỡng chất cho nam giới trong giai đoạn chuẩn bị có kế hoạch sinh con, tăng chất lượng và mật độ tinh trùng. Gotosante W3 giúp tăng khả năng mang thai tự nhiên cũng như tăng tỷ lệ thành công với các phương pháp thụ tinh nhân tạo IUI, IVF. Sản phẩm dùng cho các trường hợp nam giới sinh lý yếu, mãn dục sớm, lãnh cảm tình dục, nam giới khí huyết hư hao, sức khỏe giảm, nam giới có chất lượng tinh trùng yếu, tinh trùng ít, tinh trùng loãng. Nam giới thiếu hụt các dưỡng chất cần bổ sung và mong muốn cải thiện sức khỏe sinh sản để có kế hoạch sinh con. Sản phẩm gà trung ương 3 được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của gà trung ương 3 được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, ngày uống 4 viên, chia 2 lần. Uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Chống chỉ định khi sử dụng gà trung ương 3, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm gà tô san trung ương 3, đồng thời biết cách sử dụng gà tô san trung ương 3 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham